Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Dự đoán vận mệnh tháng 2 năm 2018 bằng thần số học. Bước sang tháng 2 năm 2018, bao sự hối hả tất bật đầu năm mới vẫn tiếp diễn, nhưng có phần dễ chịu hơn so với tháng đầu tiên của năm mới. Theo đó, vận mệnh mỗi người cũng có sự thay đổi nhất định. Cùng lịch ngày tốt xem bói ngày sinh bằng phương pháp thần số học để chủ động nắm bắt vận trình cát hung trong tháng 2 này nhé. 1. Xác định con số tử vi. Công thức: số tử vi bằng ngày sinh cộng tháng sinh. Tiến hành cộng các con số của ngày sinh và tháng sinh sao cho ra kết quả cuối cùng là một con số có một chữ số mới dừng lại. Trường hợp kết quả ra 10 thì lại tiếp tục lấy 1 cộng 0 bằng 1 mới đúng. Dự đoán vận mệnh tháng 2 năm 2018 bằng thần số học. Số tử vi là 1. Xem bói ngày sinh bằng thần số học, sở hữu số tử vi là 1, tháng 2 năm 2018. Bạn sẽ chịu sự chi phối của dãy số 1, 5, 3. Trong đó 5 là số cá nhân, 3 là số 5 cá nhân. Dãy số này mang tới sự thay đổi, niềm phấn khích và cả một số biến động rất lớn. Tháng này, chủ nhân của số tử vi có thể sẽ đi xa, dịch chuyển nhiều hơn. Trên hành trình ấy, dù đã lên kế hoạch hay chưa, điều bất ngờ nằm ngoài dự kiến sẽ xảy ra, nên chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối phó với tất cả. Với những người thích sự linh hoạt và đổi thay, mọi sự diễn ra hầu như theo đúng hướng của bạn. Có vẻ như bạn đang trông chờ điều đó, và tháng này hứa hẹn sẽ gặt hái thành quả rất tốt. Tuy nhiên, với những ai cứng nhắc, bảo thủ thì sẽ gặp khó khăn khi tiếp nhận những đổi thay. Họ than thân trách phận, trách trời trách đất mà không chịu hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu, mọi nguyên do đều xuất phát từ chính mình. Nhận ra và thay đổi vào lúc này chưa hề muộn, bạn sẽ thấy mọi công việc mình làm đều trôi chảy hơn. Đây là tháng mà bạn nên hướng tới sự tự nhiên, dù là công việc, chuyện học hành, thăng tiến trong sự nghiệp, chuyện tình cảm, gia đình. Hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, hữu xạ tự nhiên hương, nỗ lực của bạn sẽ sớm được ghi nhận. Tiếp nối mọi thứ đến với mình một cách bình thản, gồng mình lên chưa chắc đã hiệu quả, thậm chí còn khiến bạn thêm áp lực. Lập kế hoạch và tuân thủ chúng theo hữu ích cho tiến trình công việc của mình, nhưng hãy linh hoạt khi có thể. Cứng nhắc là rào cản ngăn bạn tiến tới thành công một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn, hãy ghi nhớ điều đó. Tháng này, chuyện tình yêu của bạn đậm chất thú vị, đậm màu tươi mới và phiêu lưu. Bạn có xu hướng tôn trọng và đề cao đối phương hơn trước, tiết chế cảm xúc của bản thân mình hơn, từ đó dễ dàng tạo ra sự hòa hợp. Một vài suy nghĩ, điều thầm kín mà bạn cố giữ trong lòng khoảng 2 năm trở lại đây bỗng dưng được hé lộ cho đối phương. Điều này minh chứng cho một tình yêu chân thành và đủ sự tin tưởng. Nếu còn độc thân, bạn cởi mở, vui vẻ và có chút gì đó trẻ con, nhưng đó lại chính là điểm hấp dẫn với người khác giới. Về sức khỏe, hãy chú ý kiểm tra những cơn khát và kiểm soát những cơn thèm ăn, nhất là thèm các đồ ăn ngọt của bạn, kẻo cân nặng sẽ tăng đột biến, vừa ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ, lại tiềm tàng nguy cơ bệnh tật. Số tử vi là 2. Những người có con số tử vi là 2, kèm theo số tháng cá nhân là 6, số năm cá nhân là 4, tháng này có sự thay đổi rõ ràng về tinh thần làm việc, từ đó thấy rõ hiệu quả gia tăng tiền bạc, tài chính. Khối lượng công việc bạn đang đảm đương càng ngày càng nhiều. Tuy áp lực trong mọi công việc, nhưng nỗ lực của bạn luôn được ghi nhận. Cơ hội thăng tiến rộng mở, quan trọng là biết nắm bắt thời cơ và tận dụng sự trợ giúp của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Đơn thương độc mã trong giai đoạn này là điều nên tránh. Công việc trong tháng cá trôi chảy với người kiên nhẫn và luôn biết cân bằng hai mặt của một vấn đề như bạn. Cách tư duy nhạy bén và nhìn được bản chất tốt xấu của vấn đề giúp bạn tiết kiệm được thời gian khi phân tích, đánh giá các nguồn thông tin, nhanh chóng nắm bắt thời cơ để tiến hành tới thành công. Thời điểm này, bạn có thể cân nhắc và tính toán các khoản vay mượn được để dự trù cho phục vụ công việc. Đời sống cá nhân, kế hoạch cả một năm còn ở phía trước nên tính toán kỹ càng để luôn chủ động về tài chính. Tháng này, bạn có xu hướng coi trọng vai trò của gia đình và bạn bè hơn. Cảm giác như bạn sẵn sàng hy sinh thời gian, công việc của mình để được ở bên cạnh, giúp đỡ họ. Đây chính là khoảng thời gian ngọt ngào, ấm áp trong tình yêu. Bạn cho đi, không mong muốn được đáp trả.
nhưng lại được nhiều người quan tâm yêu mến. Từ đây, bạn mới thấm thía bài học về sự sẻ chia và lòng khoan dung. Có vẻ như cuộc sống của bạn càng ngày càng nhẹ nhàng và thăng hoa hơn chính nhờ những điều đó. Về vấn đề sức khỏe, tháng này sẽ có những chẩn đoán mới, có thể theo hướng tiêu cực, nhưng đừng vì thế mà bi quan. Có bệnh tìm cách chữa trị, kiên cường chống chọi ắt sẽ qua. Cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề dưỡng sinh qua đường ăn uống, hạn chế ăn các đồ chua, cay, kẻo hại dạ dày, khiến cho chứng đau dạ dày càng tái phát. Số tử vi là 3. Dãy số 3, 7, 5 với 3 là số tử vi, 7 và 5 lần lượt là số cá nhân, tháng và năm cá nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của bạn trong tháng 2 dương lịch này. Công việc được cải thiện đáng kể, mở ra nhiều cơ hội phát triển, nâng tầm sự nghiệp lên cao. Tinh thần làm việc hăng say, cộng thêm năng lực quản lý tốt, bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí mới, phù hợp và xứng đáng hơn. Vị trí công việc thay đổi kèm theo đó là chế độ đãi ngộ, lương thưởng cũng tăng. Nếu khéo léo hơn nữa trong việc đàm phán tăng lương, đảm bảo mức tăng lương bất ngờ, thỏa mãn mong muốn của bạn đã từ lâu. Phương diện tài chính có những dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Ngoài khoản lương chính, bạn còn có thêm một vài khoản thu nhập phụ, chi tiêu khá thoải mái, có tiền dư thừa, nếu thích tích lũy thì sẽ khó mà sinh lời lớn. Bạn có thể cân nhắc tới phương án dùng nó để đầu tư và hạng mục mà mình yêu thích. Lưu ý, để đạt được thành công trong công việc cũng như sự an toàn trên con đường kiếm tiền, làm giàu, bạn cần ghi nhớ hai từ khóa là kỷ luật và sáng suốt. Kỷ luật giúp bạn thực hiện các kế hoạch chi tiết rõ ràng hơn, không bị bỏ sót, còn sự sáng suốt giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng, hạn chế sai lầm. Với những người đã kết hôn, bỗng dưng có cảm giác trống trải về gia đình, quan hệ vợ chồng có vẻ như hôn nhân được tồn đọng lại nhiều khúc mắc, không giống như thuở còn yêu đương khiến bạn hơi thất vọng. Với người độc thân, lãng mạn không phải là điều mà bạn đang theo đuổi. Bạn hướng tới tình yêu chân thành và hiện thực chứ không cần bay bổng. Với bạn, quan trọng nhất là ở tấm lòng. Những thứ khác chỉ như màu mè làm nền cho tình yêu mà thôi. Về sức khỏe, tháng này bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới chế độ ăn uống, lựa chọn những thực phẩm cần thiết cho cơ thể, hạn chế ra ngoài ăn đồ ăn vặt, nó khiến cho cân nặng của bạn tăng lên mất kiểm soát. Ngoài ra, chú ý vận động, luyện tập thể thao để đảm bảo cuộc sống năng động, không bị ì ạch. Số tử vi là 4. Trong tháng 2 này, hầu hết các phương diện cuộc sống của người có số tử vi là 4 đều chịu sự chi phối của dãy số 4, 6, 8. Dãy số này liên kết chặt chẽ với nhau, mang năng lượng cân bằng, mạnh mẽ nhằm hàn gắn các mối quan hệ, bao gồm cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người yêu. Đa phần với người mang số tử vi là 4 đều có lối sống lý tưởng hóa, có chung một mục tiêu là làm thế nào để cống hiến tài năng, công sức của mình cho xã hội. Đây chính là thời điểm để bạn biến mong muốn đó trở thành hiện thực. Không cần phải sở hữu nguồn năng lượng cân bằng khá mạnh, không còn tình trạng rối loạn về cảm xúc, có cảm giác như bạn làm chủ mọi tình huống, ngay cả khi nó xảy đến bất cứ cơ hội hay bất ngờ như thế nào. Mọi chuyện có thể cứ tốt dần lên, công việc thuận lợi, các mối quan hệ hài hòa, tinh thần phấn khởi. Nguồn năng lượng cân bằng ấy giúp bạn hàn gắn các mối quan hệ bị chia rẽ hoặc có khúc mắc trước đó để chuyển thù thành bạn, mở rộng mạng lưới bạn bè, thu hút nhân duyên đến. Nếu tháng này xuất hiện một phần thưởng dành cho sự nỗ lực cống hiến của bạn trong sự nghiệp, điều đó cũng không quá ngạc nhiên. Về phương diện tình cảm, dù là nam hay nữ, bạn đều chủ động các tình huống tiếp cận đối phương. Sự nhạy cảm và tinh tế về mặt cảm xúc giúp bạn nhanh chóng nhận ra tình cảm thật của đối phương, từ đó lên các phương án tác chiến, chiếm giữ trái tim cô ấy, anh ấy. Nhưng với những ai đã kết hôn thì nên thận trọng với các mối quan hệ, kẻo sẽ không thoát khỏi sự cám dỗ. Bởi thế cần phải rõ ràng ngay cả trong suy nghĩ tới hành động, tránh rước họa vào thân. Số tử vi là 5. Xem bói ngày sinh bằng thần số học, dãy số 5, 9, 7 mang thông điệp về sự thay đổi và nhạy bén trong cảm xúc, khiến cho chủ nhân của con số tử vi là 5 trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều, thực sự là sự trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Đa phần những sự thay đổi đó diễn ra bên trong bạn, chứ không hề biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài. Có thời điểm tự bạn khơi dậy cảm hứng làm việc, sáng tạo cũng như cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm.
Cũng có thể bạn sẽ đưa ra quyết định hay sự lựa chọn nào đó vô cùng quan trọng trong tháng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn, cần phải cân nhắc thật kỹ càng. Vốn khá tham vọng trong sự nghiệp, bạn không ngừng đặt ra những mục tiêu lớn và tìm mọi cách để đạt được. Vô hình chung, bạn tự tạo áp lực cho chính mình. Khi mong muốn vượt quá mức độ kiên nhẫn, bạn rất dễ thất bại, tinh thần suy sụp, cảm giác tội lỗi sẽ lặp đi lặp lại. Thời gian này, bạn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hội họp, hăng hái làm từ thiện. Điều đó hoàn toàn được hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu không biết sắp xếp quỹ thời gian của mình, thì bạn rất có thể sẽ bị sao nhãng trong công việc, dẫn tới một vài sai lầm không đáng có, ảnh hưởng xấu tới uy tín cá nhân. Vấn đề tài chính không phải là mối lo lớn trong thời gian này của bạn. Tuy nhiên, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu thì khó lòng mà tích lũy. Hãy học cách chi tiêu khoa học hơn, nếu có thể nhờ một ai đó tin cường để trao cho tay hòm chìa khóa. Có như vậy thì bạn mới tích lũy được cho tương lai. Tháng này, nếu phải chia tay một người bạn lớn tuổi nào đó, bạn cũng đừng quá buồn lòng. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ai rồi cũng một lần trải qua. Vì thế hãy cứ lạc quan vui sống và cống hiến hết mình theo đúng tinh thần nhân đạo vốn có đã ăn sâu vào máu của bạn. Nếu còn độc thân, bạn có thể trông mong vào một mối tình lãng mạn trong tháng này. Trên hành trình của một chuyến đi xa, có thể là du lịch hoặc công tác, điều bất ngờ sẽ xảy ra. Tình cảm thuận theo tự nhiên, sớm muộn gì bạn cũng tìm được tình yêu chân chính. Số tử vi là 6. Chủ nhân của số tử vi 6 sẽ chịu chi phối của dãy số 6, 1, 8 trong tháng này. Nó mang điềm báo về sự tăng tốc mạnh mẽ trong tiến trình phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến cần phải nắm bắt ngay, do dự sẽ lỡ mất thời cơ. Nguồn năng lượng trong bạn dường như dâng cao mạnh mẽ, biểu hiện rõ nhất chính là tinh thần làm việc hăng say, thái độ đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của bạn vẫn là sự nóng vội. Về cơ bản, bạn thiếu kiên nhẫn với những dự án cũ, nóng vội trong dự án mới và làm việc tùy hứng, nên cho tới giờ bạn vẫn chưa thể đạt được thành công như mong đợi. Nhưng thay đổi không bao giờ là muộn, hãy tiến hành sớm nhất có thể. Có dấu hiệu bị kẻ xấu lừa gạt trong tháng, bạn hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng hoặc tham gia vào một số dự án đầu tư mạo hiểm. Tình hình tài chính khá ổn định, chi tiêu cân đối, bạn vẫn có thể tích lũy được khoản đầu tư không hề nhỏ và chuẩn bị cho những dự án lớn hơn. Việc kinh doanh, buôn bán tuy không bùng nổ nhưng cũng cần sôi động và khởi sắc hơn rồi. Tháng 2 này, bạn sẽ trải qua sự đối lập mạnh mẽ về cảm xúc, nhất là trong chuyện tình cảm. Có vẻ như vận đào hoa lành đã biến mất thành đào hoa dữ, khiến cho bạn vướng phải những quan hệ phức tạp. Dù có vùng vẫy đến mấy cũng khó lòng mà thoát ra được. Sự rõ ràng và đơn giản sẽ là chìa khóa giúp bạn tránh khỏi những rắc rối này. Nhưng trước tiên, cần phải xác định rõ vấn đề mình đang gặp phải là gì. Tình cảm không thể gượng ép, hãy để nó thuận theo tự nhiên, có như vậy mới lâu bền. Số tử vi là 7. Bước sang tháng 2 năm 2018 dương lịch, chủ nhân của số tử vi thứ 7 dành mối quan tâm đặc biệt đến tâm linh và chuyện tình cảm. Có vẻ như dãy số 729 đã khơi dậy nguồn năng lượng tiềm ẩn trong bạn, khiến bạn nhạy cảm hơn về cảm xúc. Người có số tử vi là 7 chịu sự chi phối của sao Hải Vương, tinh tú xóa bỏ những cản trở đối với việc phát triển tâm linh và hướng đến những nguồn năng lượng truyền cảm hứng. Liên kết thêm con số 2 và 9 càng thúc đẩy bạn dành sự quan tâm đặc biệt về tâm linh cũng như chuyện tình cảm. Theo đó, bạn có xu hướng tìm hiểu nhiều về tâm linh, áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt hơn cả, bạn luôn hướng tới những việc thiện, sẵn sàng hy sinh và xả thân vì người khác. Bất kể họ thân quen hay không, tinh thần đó rất đáng hoan nghênh. Dù bề ngoài tỏ ra khá mạnh mẽ, nhưng vùng cảm xúc trong bạn lại vô cùng yếu đuối. Đôi lời bàn tán xôn xao của mọi người cũng đủ khiến bạn chú ý và phân tâm, khó tập trung làm tốt công việc. Bất cứ lời phê bình nào cũng có thể tàn phá tinh thần của bạn. Điều đó khiến cho bạn sống khép mình lại, ngại tiếp xúc và va chạm với mọi người xung quanh. Vô hình chung khiến cho mạng lưới xã giao thiếu sự mở rộng và bền vững. Có thời điểm bạn cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, một mình xoay sở thế nào cũng không thoát ra nổi ý nghĩ tiêu cực đó. Đó đều là cảm xúc, là sự giả tưởng cho chính bạn vẽ ra.
Trên thực tế, mọi thứ không quá phức tạp như vậy. Hãy suy nghĩ lạc quan hơn, giao lưu bạn bè nhiều hơn, cởi mở hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn hẳn. Tháng này, chuyện tình cảm của bạn phát sinh không ít vấn đề, tuy nhiên bạn thực sự quan tâm cũng như dành thời gian để giải quyết chúng. Mọi thứ sớm đâu vào đó, vợ chồng, con cái hòa hợp, người đầu thân cũng tìm được chỗ dựa tinh thần cho mình, không còn cảnh lẻ đơn cô bóng. Tình hình tài chính có khá nhiều biến động, kinh doanh buôn bán bị cạnh tranh nhiều, đối thủ cạnh tranh lớn, nếu không có phương án đối phó phù hợp, rất dễ bị thua lỗ. Số tử vi là 8. Tháng này, người có số tử vi là 8 sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ dãy số 8, 3, 1. Nó mang tới tinh thần lạc quan và sự rõ ràng trong bạn về cả công việc và tình cảm. Tinh thần phấn khởi, bạn trải qua một tháng khá nhanh và thoải mái, công việc tiến triển suôn sẻ. Dù có phát sinh vấn đề gì, nhưng bạn được xử lý ngay lập tức, ảnh hưởng không lớn, vẫn kịp so với tiến độ. Triển khai dự án mới tại thời điểm này là hoàn toàn thích hợp. Nó vừa tạo thêm động lực, sự hứng khởi cho bạn, lại hứa hẹn những điểm sáng bất ngờ. Bạn hoàn toàn tự tin để đảm nhiệm và điều hành nó theo cách của chính mình. Tỷ lệ thành công khá cao. Với người mang số tử vi là 8, tiền bạc và quyền lực luôn được bạn dành sự quan tâm hàng đầu. Nhưng cái hay ở chỗ, bạn không tham lam, biết đúng điểm dừng nên hầu như cân bằng được mọi thứ. Thành công ngày hôm nay của bạn chính là nhờ sự cân bằng đó, hãy tiếp tục phát huy. Tháng này, chuyện tình cảm cũng thuận lợi hơn nhiều, chứ không rối ren như trước. Nguyên nhân chính là bạn được đả động tư thông tư tưởng, thể hiện thái độ yêu kết rõ ràng nên đón nhận mọi thứ suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn. Bạn bè mai mối, đó là hỷ sự nên bạn đừng vội chối từ. Hãy cho mình cơ hội để làm quen, giao lưu, mở rộng mạng lưới quan hệ. Biết đâu bất ngờ bạn lại sớm tìm thấy ý chung nhân. Với các cặp đôi vợ chồng mới cưới, rất có thể tin vui tiếp theo sẽ đến, đó là chuyện sinh con đẻ cái. Lần đầu tiên có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, đừng quá căng thẳng khi đón nhận điều đó. Số tử vi là 9. Với người có số tử vi là 9, tháng này sở hữu cho mình dãy số 9, 4, 2. Nó mang lại sự tự tin, tinh thần làm việc hăng say để có thể cho ra những quyết định táo bạo dẫn tới thành công rực rỡ. Bạn dễ dàng nhận thấy tinh thần làm việc của mình được củng cố ra sao. Ngay từ đầu tháng, bạn đã hăng hái triển khai những dự án mới, ra soát lại các công việc cũ, sắp xếp lại mọi thứ chi tiết và rõ ràng hơn. Vì thế, tiến trình công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, đầu xuôi, đuôi lọt. Với sự tự tin, bạn tha hồ phô diễn tài năng, làm mọi điều mình muốn. Quan trọng hơn cả, quá trình đó luôn được mọi người dõi theo và ghi nhận. Với những lời bàn ra tán vào nhằm gây chuyện thị phi của một số kẻ xấu, có vẻ như bạn đã học cách miễn dịch được nên càng tự tin, xung phong đi đầu trong mọi hoạt động. Trong công việc, bạn cũng đã xác định rõ ràng vai trò của cá nhân và tập thể. Bạn tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người, bạn sẵn sàng thay đổi cách nhìn để tiếp nhận thông tin mới. Càng như vậy, độ uy tín của bạn sẽ càng được nâng cao, được cả lòng người trên và người dưới. Việc ký kết hợp đồng trong tháng diễn ra khá suôn sẻ, không những tăng lợi nhuận cho tập thể cá nhân mà bạn cũng được hưởng lợi lớn. Tình hình kinh doanh, buôn bán, trôi chảy, doanh thu khả quan, càng tạo động lực để phấn đấu mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Vốn không phải tuyếp người coi trọng vật chất nên hầu như chủ nhân của số tử vi là 9 không quá bận tâm hay phải lao đao về vấn đề này. Tình hình tài chính của bạn khá lý tưởng, chi tiêu cân bằng, có kế hoạch cụ thể nên vẫn có thể tích lũy khoản đầu tư nhất định. Thời điểm này, rất có thể bạn sẽ cảm nhận tình yêu mới hoặc là bắt đầu mối tình mới, thậm chí đưa ra quyết định kết hôn, nhân duyên tốt lành, đào hoa phơi phới. Hãy cứ trao gửi yêu thương để nhận lại thương yêu, bạn xứng đáng với điều đó cơ mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.